Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối tuần của Sun TV. Chương trình hôm nay, ngày 26 tháng 4, chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc tội phạm hiếp dâm ngày càng trẻ hóa, giáo dục giới tính liệu đã đúng cách. Kính thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, đã có nhiều vụ án hiếp dâm xảy ra bởi những đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 21. Điều này cho thấy rằng tội phạm hiếp dâm ngày càng trẻ hóa khiến chúng ta không khỏi đặt ra câu hỏi, liệu giáo dục giới tính đã đúng cách? Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 3 tin về tội hiếp dâm đáng chú ý trong tuần qua. Theo đó, các đối tượng đều nằm trong độ tuổi từ 18 đến 21, như vụ thanh niên sinh năm 1999 dùng vũ lực hiếp dâm một người phụ nữ gây xôn xao dư luận. Đối tượng khai rằng thường xuyên xem phim đồi trụy. Điều đáng nói, nạn nhân là một người phụ nữ tâm thần. Vậy, với một người phụ nữ không đẹp, không sạch, không tỉnh táo, điều gì đã khiến đối tượng quyết định thực hiện hành vi đáng lên án đó? Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 4, khi Huy đứng ở giao lộ Ngô Quyền, Hồng Bàng thì thấy nạn nhân đi bộ một mình. Từ đó, thú tính bộc phát. Sau đó, Huy lên kế hoạch theo dõi nạn nhân. Khi thấy đường vắng, Huy chạy tới, bế nạn nhân vào hẻm, khống chế bằng một tuốc nở vít, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm rồi về ngủ. Huy khai rằng, do thường xuyên xem phim đồi trụy, nóng trong người và không có tiền bạc nên không kiềm chế được bản thân. Sự việc này bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ. Và điều này cũng khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình nhìn lại về lối giáo dục nhân cách và giới tính cho con trẻ. Cùng với đó là vụ hai bé gái bị cưỡng bức trong rừng cao su bởi nhóm thanh niên dưới 21 tuổi tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện đã bắt nhóm đối tượng gồm 4 thanh niên tuổi từ 18 đến 21 và bị điều tra về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, che giấu tội phạm. Nạn nhân là hai bé gái tuổi vị thành niên. Theo cơ quan công an, qua các vụ án cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó đáng kể nhất là mặt trái của kinh tế thị trường làm ảnh hưởng đến văn hóa giáo dục, làm tha hóa biến chất. Ngoài ra, việc dễ dãi trong việc cung cấp thông tin nhạy cảm cũng góp phần vẽ đường cho hư chạy, làm lệch lạc thêm nhận thức hành vi của những thanh thiếu niên hư hỏng, dễ đẩy các em vào thành tội phạm. Và thêm một vụ án chấn động vừa mới xảy ra. Nam thanh niên 20 tuổi nhiều lần xâm hại tình dục hai bé gái 9 tuổi và 11 tuổi tại Trà Vinh. Theo đó, đối tượng bị người dân tố cáo, sau đó đã khai nhận rằng đã nhiều lần xâm hại tình dục hai bé gái 9 tuổi và 11 tuổi ngụ cùng địa phương. Vốn dĩ cả hai bé gái được gia đình gửi cho ông bà chăm sóc để đi làm thuê. Qua những vụ án này, chúng ta rùng mình nhìn nhận rằng các đối tượng tuổi mười mấy 20 nhưng đã có những suy nghĩ và hành động vô cùng nguy hại, mất nhân tính. Vậy những bậc phụ huynh kia đã giáo dục con mình như thế nào về nhân cách và giới tính? Theo nghiên cứu, trong các gia đình Việt Nam, cha mẹ có xu hướng lảng tránh việc trao đổi và cung cấp cho con cái tuổi vị thành niên về kiến thức giới tính. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, chỉ có hơn một nửa cha mẹ trong mẫu khảo sát cho thấy họ có trao đổi hoặc hướng dẫn trẻ em về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tuổi dậy thì. Sự hạn chế trao đổi của cha mẹ đối với con cái về chủ đề sức khỏe sinh sản, một phần do quan điểm không nên vẽ đường cho hư chạy, một phần còn e ngại vì cho rằng đây là điều tế nhị và một phần do khó khăn không biết truyền đạt cho con thế nào. Và bên cạnh đó, một bộ phận cha mẹ cảm thấy bối rối hoặc xấu hổ, không đủ kiến thức để giải thích về chủ đề này cho trẻ. Sự thiếu kiến thức về tâm lý và e ngại của cha mẹ khi trao đổi hoặc dạy bảo con cái tuổi vị thành niên không chỉ làm hạn chế mức độ và chiều sâu trong giao tiếp giữa bố mẹ và con cái về chủ đề này, mà còn khiến trẻ tò mò, tự tìm hiểu mà Internet ngày nay thật, giả, tốt, xấu, lẫn lộn khi trẻ chưa đủ nhận thức để chắt lọc thông tin, dẫn đến nhiều nguy cơ có thai ngoài ý muốn, nguy cơ bị xâm hại tình dục, không điều khiển, kiềm chế được bản thân, tò mò về thân thể khác giới. Thưa quý vị, hiện nay, tội phạm hiếp dâm ngày càng trẻ hóa và mức độ phạm tội cũng ngày càng tinh vi, dày đặc. Đã đến lúc chúng ta phải đặt ra câu hỏi, liệu các bậc phụ huynh đã biết cách giáo dục nhân cách và giới tính cho trẻ và thanh thiếu niên đã biết cách tìm hiểu hay chưa? Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.